là một vấn đề mà được rất nhiều bạn học sinh cũng thắc mắc, đó là khi qua Singapore thì các bạn học sinh có cần phải chuẩn bị thêm tiền Singapore trước hay không? Và cái thẻ tín dụng hoặc là thẻ thanh toán của mình thì có thể sử dụng tại các cửa hàng nhỏ hay không? Chúc có thể giải đáp thắc mắc này giùm các bạn không? Trước tiên thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng, trước khi qua Singapore thì các bạn nên ra ngân hàng đổi một ít tiền Sing để tiện qua đó xài trong thời gian đầu. Và hầu hết các cửa hàng đều chấp nhận thẻ tín dụng và thẻ thanh toán quốc tế chính. Nếu bạn gặp cửa hàng nào đòi tính thêm khoản phụ thu, hãy liên hệ với văn phòng của công ty thẻ thanh toán có liên quan tại địa phương để kịp thời thông báo những việc làm sai quy định. Để thuận tiện hơn, các máy rút tiền tự động được lắp đặt tiện lợi tại các ngân hàng và hầu hết các trung tâm mua sắm và phục vụ các bạn trên 24/24. Bạn có thể đổi ngoại tệ tại các ngân hàng, khách sạn và bất cứ nơi nào có chứng bản hiệu quầy đổi tiền hợp pháp. Phiếu thanh toán và cách trả đổi hàng thì tất cả các cửa hàng bách hóa và các cửa hàng bán lẻ nhỏ đều cung cấp phiếu thanh toán hoặc biên nhận khi mua bán. Bạn đừng ngại yêu cầu người bán cung cấp biên nhận nếu họ lờ đi, và hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi chi tiết ghi trên biên nhận. Những cửa hàng lớn hơn, các cửa hàng bách hóa sẽ đổi hàng hóa nếu được trả lại trong tình trạng tốt như ban đầu. Tuy nhiên, việc trả lại hàng hóa thường chỉ được chấp nhận trong một số ngày nhất định, thường là 3 ngày kể từ ngày mua, và phải trình hóa đơn thanh toán. Những cửa hàng nhỏ hơn thường không dễ dãi cho lắm, vì thế bạn nên kiểm tra hàng hóa kỹ lưỡng cũng như là phương thức trả lại hàng trước khi mua hàng. Nếu như bạn chưa quyết định mua hàng trong một cửa hàng bách hóa và muốn dành thời gian để xem xét thêm, bạn có thể yêu cầu nhân viên bán hàng để dành món hàng đó cho mình. Hàng hóa chỉ có thể để dành tối đa là trong 3 ngày. Và các bạn nên lưu ý là bên Singapore hiện đang áp dụng